Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy, là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy, đấng ngự trên trời." Suy niệm. Đoạn tin mừng hôm nay nói về vấn đề mà các môn đệ cũng như mỗi chúng ta quan tâm là vị trí trong cộng đoàn. Thường trong bất cứ tổ chức nào, người ta thường chú trọng đến phẩm trật. Người càng làm lớn dường như được nhiều bổng lộc, được kính trọng và được nhiều đặc ân. Tư tưởng này ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của các môn đệ và chúng ta khi nghĩ về nước trời. Tuy nhiên, để trở thành người lớn nhất trong nước trời, trước tiên chúng ta phải vào được nước trời qua việc sám hối, thay đổi cuộc sống mình trở nên hoàn toàn tin tưởng, lệ thuộc như trẻ nhỏ. Đây là một sự lệ thuộc mang tính tích cực, là nhận ra sự túng thiếu của mình và mình không làm được gì nếu không có người khác, chứ không mang tính tiêu cực như dựa dẫm hay lợi dụng người khác khi mình có thể. Hãy lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa, vì Ngài luôn chăm sóc cho chúng ta qua các thiên thần hộ thủ. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta ý thức được ơn gọi của mình, là chúng ta được gọi và đặt vào giữa muôn dân, hầu làm gương sáng cho muôn dân. Amen.